Ok, hết cả nhà nhé Chào mừng anh em, chú Hát đã quay trở lại cái uh, buổi phân tích thị trường trong uh, sáng ngày hôm nay Trong sáng nay thì uh, thị trường chúng ta thì uh, về cơ bản là so với những cái ngày qua thì cái sự biến động của nó thì cũng không quá nhiều ở trên cái khung thời gian của D1 Và thậm chí là cái khung gian của H4 thì thị trường cũng không biến động quá nhiều về cơ bản là thị trường của D1 thì chúng ta vẫn đang chạy trong một cái vùng giá trước đây đúng không và hiện tại thì bitcoin đang rời quanh mức 28.150 đô để hiện tại bitcoin đang rời ở đây về khung h4 đúng không ạ về khung h4 thì thị trường ta thì ngày hôm trước cách đây ngày hôm qua thôi ngày hai à, ngày 30 tháng 3 là ngày hôm qua đúng không ạ thì chúng ta đã nhìn thấy một cái đà tăng trưởng của bitcoin rất là tốt và Bitcoin đã tăng trưởng từ cái nền giá là khoảng 26.600 đô và nó tiến tới cái nền giá cao nhất là vùng 29.100 đô rồi. Đó thì thời điểm này thì một số anh em thì chúng ta chốt lời rồi đúng không? Nhưng mà vẫn có có những anh em mà chúng ta vẫn giữ hàng. Cá nhân của mình thì trong thời điểm này thì cá nhân của mình thì mình trong thời điểm này Thì hiện tại thì mình vẫn đang giữ thôi. Cá nhân của mình hiện tại thì mình vẫn đang giữ, mình chưa có định mình chốt đâu. À, anh em nào nếu như anh em nào mà chúng ta muốn chốt lời sớm thì anh em chúng ta có thể là anh em chốt trước nhá Còn như bản thân của mình thì uh, thời điểm này thì mình chưa chốt đâu em ạ Về xuống của bitcoin thì mình đang kỳ vọng với mọi người trong thời tới thì chúng ta có thể kỳ vọng với một cái nền giá cao hơn. Và với cá nhân của mình thì mình đang kỳ vọng là Bitcoin của chúng ta nó sẽ vượt qua được vượt qua được và nó chinh phục được cái nền giá trên 30.000 đô. Thì theo như cá nhân của mình thì vùng 30.000 đô nó sẽ là cái vùng giá mà không phải là quá khó để Bitcoin nó đạt được đâu. Tại vì trong những ngày gần đây thì chúng ta đã nhìn thấy Bitcoin giao dịch ở mức 29.100 đô rồi. Nên theo cá nhân của mình thì cái vùng 30.000 đô là cái vùng mà nó chỉ là vấn đề về thời gian để Bitcoin nó chạy thôi. Và thậm chí là với cái target gần nhất mà mình đang hướng tới với anh em nó không phải là 30.000 đô Mà bản thân của mình thì mình đang hướng tới Cái target tiếp theo của Bitcoin là vùng 32.000 Trong trường hợp Bitcoin mà nó chạy lên vùng 32.000 thì anh em ta cân nhắc Mọi thể cân nhắc mọi người chốt lời giúp mình trước 50 hoặc là 30% Tại vì sao mà mình lại khuyên mọi người chốt lời là? Tại vì thứ nhất là ở cái vùng 32.000 đô là cái vùng mà thị trường nó tăng trưởng rất là nhiều rồi so với cái điểm điểm entry của chúng ta mua đúng không ạ? Thì nó tăng trưởng đến 42%. 42% nó là một cái mức tăng trưởng nó rất là nhiều. Và đây không phải là một cái mức tăng trưởng ít. Nên theo như mình, nếu như được thì anh em cân nhắc chốt lời 50% giúp mình. Đúng không ạ? Còn không thì cũng phải chốt lời 30%. <laughs> mình khuyên anh em là chúng ta có thể giải giải ra cái tỷ trọng là 30-50% sau đó chúng ta chốt dần. Một cái tỷ 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 suất lợi nhuận là khoảng 42% thì nó không phải là ít. Đúng không ạ? Đôi khi là chúng ta đánh ăn coi và <laughs> Đôi khi anh em chơi ăn coi thì chúng ta cũng không có một cái mức lợi nhuận được nhiều như vậy cơ Nên với một cái tỷ suất lợi nhuận với Với ăn coi nhiều như vậy À với Bitcoin nhiều như vậy thì mình anh em cân nhắc giá chốt giúp mình Sau đó thì chúng ta sẽ chờ thêm cái đường giá của Bitcoin để chúng ta tìm cái điểm chốt tiếp theo Nhưng mà theo như mình thì anh em có thể là giải, giải ra nhé Và ít nhất là chốt cho mình khoảng 30 cho 50% ở vùng 32 000 cái target mà chúng ta đang hướng tới cái nền giá cao hơn là vùng khoảng trên vùng 35 000 thì cái target này chúng ta phải chờ cái phản ứng giá của Bitcoin ở vùng 32.000 đô Xem nó phản ứng giá như nào Nếu như mà nó gì nó không có được lên nữa thì nó sẽ chốt hết Còn nếu như mà cái xuống vẫn tăng rất tốt thì chúng ta sẽ gì ạ Sẽ chốt thêm ở cái vùng 35 đến 37 ngàn đô ờ, ừ. Có nhiều anh em chúng ta suy nghĩ là chúng ta muốn chốt hết Ở một cái đường giá này. Theo mình không nên. Tại vì chúng ta không nên tuyệt đối một cái vấn đề là Chúng ta không nên tuyệt đối cái vấn đề chốt Mà chúng ta chỉ chốt được ở vùng thôi ở chúng ta có lợi nhuận ăn vào chốt chứ không thể nào mà chúng ta cứ gì, cứ chờ đợi và chốt được một cái nền giá chẳng may mà vùng 32 000 đô nó có phản ứng giá mạnh mẽ Tí lúc đấy anh em lại tiếc đúng không? Đấy theo như mình thì chúng ta có thể chờ đợi và nó giải vốn ra. Rồi ok chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái khung H4. Về cái khung thời gian của H4 thì nếu anh em nào mà theo dõi những cái cập nhật thị trường của mình gần đây và ở trong tối bữa nay tối ngày hôm qua thì mình có phân tích với anh em nói là sau khi mà Bitcoin nó có một cái vùng gì ạ? có một vùng kháng cự ở đây đúng không? Bitcoin ra nó có một cái vùng kháng cự ở trên cái không gian của H4 hoặc là anh có thể bật cái không gian của H1 ra để em nhìn nó sẽ rõ hơn. Đây là một cái vùng kháng cự của Bitcoin đúng không ạ? Thì ngày hôm qua thì chúng ta nhìn thấy một cái phiên tăng giá đẩy cho giá của Bitcoin nó dễ dạ. nó tiến tới cái nền giá bên trên này là nền giá là 29.200 đô. Sau khi mà nó vượt qua cái vùng dạ, cái vùng kháng cự này cái vùng màu mà mình có sẽ dạ, có kẻ ở đây thì nó sẽ có xu hướng nó quay trở lại test lại cái vùng kháng cự thôi đấy thì nó đầu tiên nó sẽ test lại một lần này nó test hai hai lần trước và lần thứ ba nó test sâu hơn một chút thì cái này nó vẫn đang ở trong cái kế hoạch nó test lại thôi thì kỳ vọng của chúng ta thì ở trong ngắn hạn ở trên cái khung gian của M30 hoặc là không gian của H1 thì Bitcoin nó sẽ trụ vững ở cái nền giá này và sau đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái đà tăng trưởng tiếp theo gần nhất là cái nền giá khoảng 30 ngày đây là cái trạng chạy trên cái khung báo 30 và trên cái không gian của H1 thì anh có thể tham khảo cái chạc trên báo 30 và cái chạc ở trên H1 như thế này. Đúng không? Dự kiến thì Bitcoin nó sẽ trụ vững ở cái vùng hỗ trợ này. Và chúng ta sẽ có một cái đà tiếp theo nó đẩy lên vùng 30.000 đô. Và sau đó thì chúng ta, sẽ, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ có nhìn thấy những cái đà bứt phá tiếp theo. Là Bitcoin nó sẽ chinh phục lên cái nền giá phía bên, bên trên. Đó, 32 ngày. Đó. Và thậm chí là chúng ta có thể kỳ vọng thêm một cái target là một con sóng 7 nữa. Để cho giá của Bitcoin nó tiến tới cái vùng cao hơn là vùng 35 ngàn. Thì đây là cái ba cái mà mọi người sẽ chú ý giúp mình Ở à, cái công gian M15, M30 và, và H1 nhé Về thị trường thì mặt bằng chung thì an coi trong những ngày gần đây thì mọi người đã nhìn thấy ở Những cái dấu hiệu chứng lại rồi à, Theo như mình thì thời điểm này thì chúng ta cũng có thể cân nhắc chúng ta đánh an coi được à, Anh em chúng ta có thể là tính toán anh ta vào an coi hoặc là bác biết thì nó vẫn là ok coin thì hiện tại thì mọi người đang nhìn thấy cái sự phản ứng giá của an coin nó rất là mạnh mẽ rồi đúng không ạ và hiện tại thì theo như mình thì cái sóng này thì anh em cầm ăn thì có thể kỳ vọng một cái nhịp hồi phục của an chứ không phải là bị nó đi giá như cái đợt tăng giá của H4 đợt vừa rồi, rồi. ARB thì hôm qua hôm qua thì mình có phân tích với anh em rồi đúng không ạ. <laughs> hôm qua mình có phân tích với anh em về con ARB nó sẽ về cái vùng khoảng vùng 1.3 và mình có nói với anh em là anh em làm mà canh được cái đêm khả năng là đêm nay. Trong tối ngày qua thì mình có nói với anh em là khả năng là đêm nay Bitcoin sẽ điều chỉnh đúng không ạ? hôm qua thì mình có kỳ vọng với anh em và mình có phân tích với anh em là khả năng rất cao là đêm nay bitcoin nó sẽ điều chỉnh về vùng khoảng quanh vùng 28 000 đô thì đông ngày hôm nay anh em đã nhìn thấy bitcoin nó về quanh 28 000 đô rồi thậm chí là nó còn về sâu hơn là khoảng 27 k 8 cơ đúng không ạ hôm qua trong buổi live mình có nói với anh em là khả năng là đêm nay bitcoin sẽ điều chỉnh về khoảng 28 000 đô. lúc mà mình ngồi live với anh em ấy nó về 28 000 đô rồi thì sau khi mà về 28 000 đô xong thì mình có phân tích với anh em và bảo là bạn ARP đúng không ạ khả năng rất cao nó cũng sẽ điều chỉnh theo sóng bit và cái vùng mà anh em cân nhắc là 1.3 thì sau khi mà nó về 1.3 xong rồi, ấy, <laughs> sau khi ARB nó về 1.3 xong rồi nó cũng có phản ứng giá và hiện tại nó tăng trưởng được khoảng tầm 7 đến 8% rồi. Nên hôm qua mà anh em nào mà chúng ta vào thì chúng ta vẫn có thể giữ được target của ARB chúng ta có thể hướng tới Và cái đà này, đà này này hoàn toàn có thể đạt được cái target 1.6 nếu anh em mà chúng ta giữ. <laughs> Vị thế này thì anh em chúng ta cũng không nên vào nữa hoặc là anh em có vào để vào ít thôi, tại vì nó đã tăng trưởng rồi. Và nếu như mà anh em mà chúng ta có ý định vào cái đơn giá này thì bắt buộc chúng ta phải cài sớm lót ở đây thôi. Theo như mình là vị thế chúng ta bị mất vị thế rồi, nó không tốt nữa rồi. Nên chúng ta một là chúng ta đứng ngoài, hai là nếu như anh em có vào thì chúng ta vào ít thôi, đúng không ạ? Tại vì nó tăng trưởng rồi mà. Ngày qua đến lúc mà anh em order thì anh em chúng ta lại không canh đúng không ạ? Thế nên là bây giờ nó tăng rồi thì chúng ta mất mất đi cái vị thế. Nên anh em mà chúng ta có ý định vào nó vào ít thôi hoặc là thậm chí chúng ta đứng ngoài. Nó sẽ an toàn hơn về thị trường thì mình sẽ tổng kết với anh em thì uh, nó như vậy thôi nó cũng chưa thay đổi quá nhiều tối nay thì mình sẽ zoom định hướng với mọi người trong nhóm riêng nhé nên anh em nào mà chúng ta muốn chơi ăn coi và mọi người muốn tham gia vào trong cái buổi zoom định hướng riêng của mình để chúng ta có tầm nhìn khi mà chúng ta giao dịch thì mọi người sẽ đăng ký vào trong nhóm được không ạ ok buổi sáng nay thì mình sẽ cập nhật thị trường với anh em nhanh như vậy thôi và hẹn gặp lại mọi người trong ngày video tiếp theo bye mọi người